liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí. Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai đã bị kỷ luật khiển trách. Trước đó, phó giám đốc sở này đã bị kỷ luật cảnh cáo. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị lần thứ 17, trong đó thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Tiến, giám đốc Sở Nội vụ bằng hình thức khiển trách. Theo đó, trong thời gian là bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Nội vụ, chủ tài khoản cơ quan giai đoạn từ tháng 11 năm 2020 đến năm 2023, ông Nguyễn Đình Tiến chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ Gia Lai, qua đó phát hiện sai phạm hơn 10,8 tỷ đồng. Trong đó, Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ Gia Lai dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không có trong quy định của nhà nước. Tổng số tiền chi sai quy định tại đơn vị này từ năm 2015 tới năm 2023 là trên 8,3 tỷ đồng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Hải Tần, bí thư chi bộ 3, phó giám đốc Sở Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.